Dự đoán công hiến 2023, đối đầu Mỹ Tâm, có cú lội ngược dòng nào cho Hoàng Thùy Linh, Tóc Tiên? Giải thưởng công hiến 2023 đã bước vào giai đoạn nước rút, các khán giả đang không ngừng bình chọn cho thần tượng của mình. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là một ẩn số khó đoán, khi ban giám khảo có quyền quyết định 50% người chiến thắng cuối cùng. Tại hạng mục nữ ca của năm, bỏ xa những cái tên đình đám như Hồ Ngọc Hà, Vũ Cát Tường, top 5 đề cử chung cuộc gọi tên Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Min, Phùng Khánh Linh, Mỹ Tâm. Các nữ nghệ sĩ đều có hoạt động nghệ thuật sôi nổi trong năm qua. Không những vậy, họ còn ghi dấu bởi những thể nghiệm âm nhạc mới mẻ, tạo ra những sản phẩm chất lượng, tạo được tiếng vang trong và ngoài nước. Chưa bao giờ làm người yêu âm nhạc thất vọng, Hoàng Thùy Linh tái xuất với album Linh, tạo nên siêu phẩm tiếp theo, thỏa mãn sự mong đợi của khán giả sau Hoàng. Không chỉ có phần giai điệu bắt tai, mà các ca khúc trong album mới của Hoàng Thùy Linh còn có phần lời hát tinh tế, thú vị, giàu ý nghĩa. Ấn tượng hơn nữa, bản hit Si Tình của cô còn gây bão quốc tế. Nhiều MV triệu view và lọt top trending phải kể đến như Gieo Quẻ, Hạ Phỏm, Bossy Bo. Còn với Tóc Tiên, cô cũng ghi dấu với album Cong Cùng Bản Hit 90-60-90. Âm nhạc của bà xã Tua Liver bắt tai, thú vị, viral khắp cõi mạng, được công chúng nhiệt tình đón nhận. Bên cạnh đó, cô cũng truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về nữ quyền. Là một trong những nữ ca sĩ đầu tiên ở Việt Nam thể nghiệm với dòng nhạc City Pop, Phùng Khánh Linh comeback khác lạ với album Citopia. Nữ ca sĩ sinh năm 1994 mang đến màu sắc âm nhạc độc đáo, mới mẻ cho V-pop. Không chỉ đảm nhận vai trò ca sĩ mà Phùng Khánh Linh còn thể hiện sự đa tài khi tham gia sáng tác và sản xuất album lần này. Trong năm 2022, Min cũng kịp ra mắt trọn vẹn album đầu tiên sau 8 năm hoạt động nghệ thuật. Âm nhạc của Min trước giờ vẫn luôn khiến khán giả mê mẩn bởi giai điệu bắt tai, ngọt ngào. Nhắc tới những nữ ca sĩ thành công trong năm 2022 mà bỏ quên Mỹ Tâm thì chắc chắn là một thiếu sót. Giọng ca hẹn ức từ hư vô không chỉ ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mà còn tổ chức thành công concert tri âm hoành tráng. Nhìn vào kết quả bình chọn ở thời điểm hiện tại, có thể thấy Mỹ Tâm đang thắng áp đảo với 3.090 điểm, bỏ xa Phùng Khánh Linh với 1.130 điểm và Min với 200 điểm. Nếu duy trì phong độ này, thì rõ ràng khả năng nàng họa mi tóc nâu giành chiến thắng rất cao. Thời gian bình chọn vẫn còn, nên fan cứng của Hoàng Thùy Linh và Tóc Tiên vẫn còn cơ hội để tạo nên cú lội ngược dòng cho thần tượng. Sở hữu lượng fan hùng hậu nhất nhì V-Beat, biết đâu hai nữ ca sĩ này có thể tạo nên cú twist ở công hiến 2023. Số phiếu bầu của khán giả ảnh hưởng tới 50% kết quả cuối cùng. Chính vì vậy khán giả hãy nhanh tay vote cho ca sĩ mà mình yêu thích. Có thể thấy, chủ nhân của năm đề cử ca sĩ của năm đều có những thành công rực rỡ trên chặng đường nghệ thuật trong năm 2022. Không những vậy, tại công hiến 2023, có những nghệ sĩ còn sở hữu trên 2 đề cử. Điển hình như Hoàng Thùy Linh dẫn đầu với 4 đề cử ở các hạng mục đặc biệt quan trọng, trong đó có album của năm và bài hát của năm. Cả năm nữ ca sĩ góp mặt trong đề cử công hiến 2023 đều ngang tài ngang sức và xứng đáng được vinh danh bởi những đóng góp nghệ thuật của họ. Tuy nhiên, người chiến thắng chỉ có một và kết quả phụ thuộc một phần lớn vào tình yêu của khán giả.